ở sâu mà không có ảnh hưởng đến sọ. Dạ, dạ. Mai có thể rồi chích thuốc này nọ, uống thuốc rồi về. Dạ. Thì về á thì ở xóm này người ta có kêu tôi làm đơn thưa. Dạ. Nhưng tôi nghĩ bây giờ nó để mình. Dạ. Một đám cháu của mình bây giờ thưa lên chỉ đóng phạt thôi. Dạ. Chứ làm gì có cái gì nữa đâu mà thưa, cái đó phải làm phiền nữa không? Dạ, dạ. Thôi bỏ đi, con mình thương mình bỏ. Dạ. Bỏ. Bỏ thì qua một thời gian khoảng 3 tháng sau con tôi nó hay đi. Dạ. Nó mới nói tại nó gì, nó mới nói tại sao đụng mà mày quánh ba tao. Dạ. Thì anh em nó cũng quánh lộn. Dạ. Nhưng mà lúc đó tôi làm ăn xa, tôi không có nhà. Dạ. Thì tôi nghe vậy thôi, tôi cũng điện về tôi khuyên can thôi. Rồi từ đó hụt hạt hai vợ chồng nó. Nó không một lời xin lỗi tôi. Dạ. Tới ngày hôm nay nó đâm con gái tôi, nó cũng chưa một lời xin lỗi tôi là con lỡ tay đập ba bê đầu. Bây giờ nó bị công an bắt rồi, lấy đâu xin lỗi nữa? Không, tôi nói từ cái ngày đó, cái ngày đập tôi bể đầu. Năm 2017 đến 2022 nó chưa lời một xin lỗi. Chưa một lời xin lỗi, con lỡ tay đập ba bể đầu. Nhưng mà thưa chú rằng là lúc mà nó đâm vợ thì nó đã có uống rượu chưa? Lần nào nó xuống đây từ 10 giờ đêm trở lên nó cũng say với xỉn. Cái ngày đó chính là mẹ nó nói là ngày đó. Thì mẹ nó mới nói là chính cái ngày đó là nó đi nhậu ở tại nhà là 3-4 lít rượu với bạn bè. Dạ. Xong nó xách xe nó đi luôn. Dạ. Nó nhậu ở đâu nó không biết, đi luôn tới nửa đêm là công an gõ cửa kêu. Dạ. Nó con bà giết người ta rồi. Dạ. Thì bà mới hay thôi, giết vợ mày, giết vợ. Rồi có một cái yếu tố này nữa mà trên cộng đồng mạng thì người ta xôn xao như thế này mà không biết thực hư thế nào. Thì chú với cô cho con hỏi thăm và nghe không? Nói rằng là cái anh này á, là chồng sao? Là dây đàn. Chồng sao? Dạ. Không, em đừng nói, để tôi nói hết rồi. Con gái tôi hồi trước tôi có gả có một đời chồng. Yeah. Nó có đứa con thứ hai. Yeah. Mang bầu đứa con thằng thứ ba. Yeah. Là thằng con trai. Yeah. Mà chưa sanh. Yeah. Thằng con trai tôi đi mần mướn lò heo. Yeah. Ở Vĩnh Long á. Yeah. Phía trời nóng nực quá nó ra đứng giữa mé lộ. Yeah. Xe đi thẳng vô chết luôn. Là chồng á. Chồng chưa. Ờ. Đúng rồi. Thì ở dưới Vĩnh Long nó có làm giấy tờ bảy nại bồi thường. Yeah. Đem về tới trên này để làm đám tang. Dạ. Yeah. Chôn ở trên cổng chuồng nè. Dạ. Yeah. Đó. Rồi xong đám rồi á thì hai bên bàn bạc thôi. Bãi nại cho người ta đi. Dạ. Yeah. Cho người ta lấy xe ra đi chứ hỏi giờ mình thưa kiện tù đội làm gì. Dạ. Yeah. Mà có mạng người thì chú biết đi, nó có 70-80 triệu thôi. Dạ. Yeah. Thì thôi chấp nhận đi. Dạ. Yeah. Chú nhắm cỡ đó mà tôi còn cho qua. Dạ. Yeah. Tôi không thưa kiện không gì hết mà còn làm giấy tờ bấy nãy cho người ta mà. Yeah. Con mình cũng chết rồi, bây giờ có thưa thì nó vô tù. Yeah. Cũng ở 2-3 năm thôi chứ. Yeah. Thôi bỏ qua luôn. Yeah. Cho nó suôn sẻ mình hưởng. Yeah. Được cái đức. Như vậy là thực tế rằng là ba đứa con trước đâu, đứa hai, lớn hai. Là... đâu có hai. À, hai đứa con hai lớn là tại vì ông nói là thứ hai. Đúng rồi, là hai đứa con lớn là chồng của người trước. Đúng rồi. Trước con của người chồng trước. Đúng còn rồi. Ba đứa nhỏ sau này là trong đó có một cặp song sanh. Đúng rồi. Là con của cái thằng Trình giết thằng giết vợ. Trời ơi. Mà hai đứa trước là vợ chồng tôi nuôi chứ nó có nuôi đâu. Mà để tôi nói cho chú nghe. Dạ. Tết là tới 29 Tết. Dạ. Mấy là nó thì lãnh tiền công nhân. Dạ. Rồi nó về đó. À, nó uống bia hôm đâu hết đi. Yeah. Giờ còn có 2 triệu bạc nó cho bạn nó mượn. Yeah. Mấy về là không còn đồng bạc nào hết. Yeah. Mấy là vợ chồng xích mít. Còn con nhỏ này thì với chị đó là hai đứa làm tóc. Yeah. Mấy là làm lúc đó là làm công nhân, nó về cả 9 bây giờ không làm tối luôn. Yeah. Dán làm về mấy nó hỏi với tại sao mà tới Tết rồi mà anh không dọn dẹp nhà cửa. Yeah. Nấu cơm nước cho con ăn. Rồi vậy cái nó gây sự. Mm. Và mấy hai đứa cự lộn quánh lộn. Quánh lộn là nó nói hả, nếu vậy là thôi. Mấy là nó mày giận hết qua Tết. Qua Tết mấy là nó giận con nó đi xuống tiệm nó ở. Nó ở đâu cũng không có. Cái đó cái câu chuyện đó em nói là dứt đoạn rồi. Coi như sáng ngày hôm sau là 30 Tết. Là thằng con thứ ba tôi thì nó ở xa. Yeah. Nó về đây nó chơi. Yeah. Sáng ngày hôm sau 30 Tết nó ngồi chỗ này. Yeah. Nó mới kêu Phúc ơi, mày dậy đi, mày ra tao nói mày nghe. Yeah. Nó mới ra, nó ngồi ngoài kia, nó hỏi chứ anh nói gì. Bây giờ sao mà lý do sao vợ chồng mày không lo cho con cho vợ mà ăn chơi hụt hạt hoài. Yeah. Mày nói cho tao nghe. Nó mới đứng dậy, nó đủ mẹ gia đình muốn thích gì chịu đó. Đủ mẹ giờ mày thích gì tao chịu. Mm. Còn con thứ ba tôi mới nói, nếu mà mày nói vậy tao bó tay rồi. Thôi vợ chồng mày làm gì làm đi. Là nó đứng dậy, nó xách vỏ nó về, đặng nó lo Tết gia đình nó. Yeah. Rồi từ chỗ đó con gái tôi quyết định ly hôn.
Dạ. Rồi mới nó đi xuống chỉ vậy thôi. Mà lúc là hiện đến bây giờ là đã ly hôn rồi đó mà còn ly hôn rồi. Ly hôn rồi là ra tòa. Ra tòa mới là tòa hỏi giờ sao năm đứa con. À, nói là chỉ có cái nhà nhưng mà đất là của cha mẹ ruột cho. Dạ. Đó bây giờ hả nếu con mà chồng bắt nuôi hết thì cái nhà này bán đặng đưa tiền cho nuôi con. Ừ. Còn nếu con vợ nuôi thì để nhà này cho con ở. Đó rồi hai vợ chồng ra ký tên đàng hoàng. Rồi là tới đâu một tháng sau là mới là mấy ngày nay là người ta đã cho cái gì cho hai là có giấy quyết định. Quyết định là đàn gái tôi lên lấy đó mà nó chưa có lấy là nó chết. Tính sáng thì lấy mà tối nó chết bị đâm đó. Chú biết không? Từ như vậy ngày, thì cái đứa lớn nhất bao nhiêu tuổi chú ạ? À? Lớp là 12 tuổi. Học lớp 6 rồi. À, con trai hả? Con gái. À, con gái. Đứa thứ nhì. Đứa thứ nhì 10 tuổi, học lớp 4. Trai gái. Con gái, con trai. À, trai. Rồi cái đứa là ở với thằng này là học lớp 2. Trai gái. Con gái. Rồi. Rồi tới rồi cái sanh hai đứa. À. Một đứa trai, đứa gái. À, là cặp song sanh đó. Cặp song sanh. Là hiện nay học cái gì vậy cơ? Lớp mẫu giáo. Dạ. Yeah. Trưa nay có về không? Không, chiều mới về. Tại còn mấy đứa lớn có về không? Về nãy giờ đi học hết nữa rồi. Đi học đi về để học tiếp, hình như còn đứa tắm ngoài kia và còn thằng thứ ba, thằng đệ, thằng cu. Cậu thứ ba là cô ơi. Con trai của cô. Cái người cái, sao? Cái người chết. À, người chết. Chết. Người chết mà xe đụng chết á. À. Mà hay mà tôi nuôi nhỏ lớn luôn. Dạ. Tại vì á tôi nghĩ cái hoàn cảnh con gái mình có con riêng. Dạ. Mà sống với thằng chồng này cuối cùng sao cũng con tao con mày. Dạ. Tôi nghĩ chỗ đó cho nên tôi cắt đứt ra cái chỗ ăn uống. Dạ. Tình nghĩa thì vẫn kêu bằng cha. Dạ. Cha con tôi kêu thằng bé ra cho chị con. Nhưng mà cái chỗ ăn uống. Ê cô ơi. Tôi nuôi rồi. Nó đi học rồi. Ngủ ở ngủ bên đây với vợ chồng tôi. Dạ. Không có gì bển ngủ nha. Dạ. Toàn bộ là tôi ngủ bên đây với vợ chồng tôi hết. Cái anh chàng này quê ở đâu chú? Ở xã Vân Tây luôn, ở ấp 2. À cũng ở đây gần đây. Ờ tôi ở đây là ấp 1 còn nó trở là anh này 2. Trước đây anh đã có vợ chưa? Chưa. À thân trai tăng lên. Mà cũng cưới hỏi đàng hoàng. À cũng đám cưới đám đồ đàng hoàng. Cưới đàng hoàng. Hai họ chấp nhận. Dạ. Rồi cuối cùng bây giờ là con gái của cô chú là mất lịch có thể là chôn ở nghĩa địa này hay đâu? Chôn ở bên không có được chôn đất nghĩa địa. Nghĩa địa bây giờ chú vô cũng phải 15, 20 triệu, 25 triệu. Dạ. Đất này tôi xin của nhà chùa. À. Cái chùa trước cửa đây của thằng em nó nói thôi anh Bảy ơi để con cháu chết rồi. Dạ. Thì thôi giờ gia đình quá khổ em biết mà. À. Đồng bạc không có bỏ túi tiền đâu. Dạ. Thôi để em cho miếng đất. Dạ. Đó thì nó cho miếng đất bây giờ cho chỗ nào cũng được. Dạ. Có nằm là được rồi. Dạ. Ừ, giờ bây giờ trong hai chồng trong túi không có được 1 triệu bạc 500 ngàn tiền đâu lo cho con. Yeah. Có thằng con nuôi nói yeah. Ba ơi con có ông già nuôi. Yeah. Ổng là chạy hàng, ổng làm từ thiện cho người ta nhiều lắm. Yeah. Để con chở chị Tư lên trển xin cho có phải anh cô này không? Không phải thằng này con lớn. Không có thằng này con của thằng kia con đi học nữa rồi. À. Để con chở chị Tư lên đó đó con. Yeah. Nói với ba con cho 1 cái. Yeah. Rồi cuối cùng toàn bộ hết là coi như là bên chạy hàng người ta lo hết luôn. Yeah. Như vậy thì nói chung rằng là cái cuộc đời con người của con gái cô chú nó cũng cũng hơi bạc phước ha. Cái thứ nhất rằng là khi còn sống thì cái chuyện tình cảm vợ chồng nó cũng bấp bênh, cũng thế này thế nọ rồi đến khi mà chết thì nó thật sự là cũng gia đình cũng khó khăn, thậm chí hàng vải cũng không có. Đúng rồi. Cái chỗ mà chôn cất cũng không có, phải luôn. Nhờ phải xin. Nhưng mà may phước rằng là trời Phật cũng thương, cũng động lòng người khác, cũng giúp đỡ mình, điều đó là cũng đáng quý rồi cô chú ạ. Đúng rồi. Thì thưa với cô chú, con đến đây hôm nay con đến đây là tại vì con được biết một số cái kênh YouTube người ta đưa lên cái sự việc này. Thì con có điện thoại cho một em ở phóng viên ở đài truyền hình Long An. Thành ra là em ấy mới chia sẻ cho con cái bài báo. Thành ra con mới biết cái địa chỉ này là tụi là con mới đi tìm từ sáng giờ đâu đây. Con ở thành phố Hồ Chí Minh. Con mới đi tìm từ sáng giờ mới đến đây. Thì trước hết con cũng thành thật coi như chia buồn với cô chú. Yeah. Với đại gia đình mình. Cảm ơn chú. Trong cái lúc mà mất mát một cái đứa con cũng như mấy những đứa bé mất đi một người mẹ rất là đáng buồn. Thì con không có gì hơn thì con đến đây là trước hết là chia buồn với gia đình và cũng chia buồn với các cháu. Và con cũng thưa thật với chú thì con cũng xin gửi tặng cho mấy cháu 10 triệu. Yeah. Dạ, con tặng cho mấy cháu 10 triệu để
chú với cô coi như rằng là phụ đóng tiền học tiền trường gì cho cháu đó trong cái lúc này mẹ mới vừa mất thì nói chung nó cũng thiếu thốn trăm bề. Thì con, cái lòng thành của con thì con mang tới con biếu cho mấy cháu 10 triệu mà mong cô chú nhận giúp. Thì tôi cũng có đôi lời để nói với chú. Dạ. Thì đây là tấm lòng của chú đến với anh tôi. Dạ. Tôi rất cảm ơn. Tôi không biết nói gì hơn. Không mất mát đâu mà người cha mất người đứa con đáng yêu quý. Thôi chú đừng khóc, con khóc theo chú á, con khóc theo chú á. Con hiểu mà. Tôi quen trên cộng đồng mạng á, đừng chỉ trách gì gia đình tôi trục lợi. Tôi không có trục lợi đâu, dạ. Vợ chồng tôi không có trục lợi đâu. Dạ. Đừng có chỉ trách chỗ đó, con tôi mất tôi đau lòng mà. Dạ. Trục lợi tiền làm gì, tôi đâu có lấy cái chỗ nào tôi lừa đảo người ta đâu. Dạ. Rõ ràng, bằng chứng rõ ràng mà. Dạ. Sáng đi muộn, mấy ngày nay tôi không ăn được, mà sáng đi muộn tôi không có ngủ. Thức đi qua đi lại đột nhiên con gái rồi. Thôi chú cũng bớt buồn này ha. Dùng đi thuốc đi. Dùng đi thuốc. Chứ tôi đâu có trục lợi, chứ là cộng đồng mạng nói tôi trục lợi. Dạ. Trục lợi lấy chỗ nào trục lợi. Dạ. Để hay chứ không, không, con không nghĩ chuyện đó. Và cộng đồng mạng thì thưa chú rằng là cộng đồng mạng thì có nhiều người. Thì mình cũng không thể mà người ta không thể làm dâu trong họ được. Thì ai nó nói gì thì ta nói. Còn ở đây là lòng thành của những người hảo tâm, cũng giống như con hôm nay con đến đây với gia đình, ở đây là cái lòng thành của con thôi. Bây giờ còn con không có nghĩ chuyện đó, tôi, ai muốn nghĩ gì đó. Bây giờ tôi xin gửi lời đến cộng đồng mạng và tất cả các mạnh thường quân. Yeah. Ai muốn tài trợ để cứu, để giúp cho 5 đứa cháu của tôi đến trường để biết được cái chữ. Yeah. Thì xin hãy về đến đây xác minh vợ chồng tôi sống với rể tôi sao. Yeah. Thằng rể tôi nó đối xử gia đình tôi sao, nó đâm chết con gái tôi như thế nào. Yeah. Rồi hãy cho tiền. Yeah. Đừng cho trước. Dạ, chú ngồi xuống đây chút. Dạ. Đừng cho trước. Yeah. Thì thôi bây giờ đó, thì con nói này đây là cô giữ 10 triệu ha. Dạ. Chứ tại vì ở đây thì thôi kệ nó, miệng thế gian mà chú. Người ta thường nói là miệng thế gian mà, hơi đâu mà mình trách gì người ta. Ừ, ai muốn nói gì tôi nói. Tôi nói chú, sẵn dịp này tôi gọi tiếng nói tôi lên. Dạ. Tôi nói như vậy, ai muốn cứu 5 đứa cháu của tôi. Dạ. Thì xin xuống đây giác xác minh đàng hoàng. Dạ. Giờ hãy cho. Dạ. Chứ đừng có lên tiếng quan mà nói vợ chồng tôi trục lợi. Là cái đó tôi không muốn. Ai mà nói ác vậy? Chứ còn tôi không buồn. Dạ. Ở đời tôi không buồn ai hết, tôi không ghét bỏ ai đâu. Dạ. Tôi cảm ơn. Thành ra thì thôi bây giờ cái câu chuyện này thì nói thật với chú rằng là con cũng biết trên mạng. Thành ra con đến đây là chia sẻ với gia đình. Dạ. Chủ yếu rằng là chia sẻ cái tình cảm giữa gia đình với các cháu thôi. Chứ còn con thì con cũng không có cái suy nghĩ gì. Hiểu. Thì với cái lòng thành của con thì con gửi biếu trước là biếu mấy cháu. 10 triệu để chú giúp lo đường sửa gì đó cho các cháu trong những cái lúc mà vắng mẹ như thế này. Thì mong chú với cô thông cảm. Thì tôi cũng thay mặt gia đình. Tôi cảm ơn. Thì thôi cũng thành thật cảm ơn chú. Dạ. Đó. Dạ. Và đồng thời cảm ơn tất cả những mạnh thường quân. Dạ. Những anh em YouTuber gì đó. Dạ. Mấy ngày nay cũng có tài trợ lần 5-7 triệu. Dạ. Đó, cho gia đình 4 đứa cháu tôi. Dạ. Tôi rất thành thật cảm ơn. Dạ. Tôi nhận ghi cái này nói thật suốt đời của tôi mà. Dạ không sao chú, thôi được rồi, mình san sẻ với nhau mà. Nói vậy chứ cũng nói thật với chú chứ cuộc đời không ai hoàn hảo hết đâu. Đôi khi thì người được cái này mất cái kia, mà được cái kia mất cái nọ, phải không cô? Tôi mới nói bây giờ tôi nghĩ trong lương tâm của tôi, tôi nói như thế này của chú nghĩ tôi đúng, nói đúng không? Dạ. Bây giờ có những cái hoàn cảnh mà mẹ bệnh đau nằm xuống chết, bỏ lại 4-5 đứa con. Yeah. Không ai biết, mấy đứa bé sức sơ sức sở không ai biết. Yeah. Nhưng mà nó cha mẹ ông bà nghèo khổ, nhưng mà người ta cũng đùm bọc người ta nuôi. Yeah. Nhưng mà nói đúng hơn là tụi đó ăn học thiếu thốn. Yeah. Ra đường thì tùm lum công việc hoặc liên quan mua bán giấy số. Yeah. Vậy thôi chứ phải có nhiều hoàn cảnh còn cũng còn khổ hơn tôi. Yeah. Chứ đâu phải như tôi vậy là khổ. Yeah. Cái thời gian nó sẽ vượt qua mà chú. Yeah. Cố gắng lên thì thời gian sẽ vượt qua hết. Yeah. Thì có một cái điều này nữa. Đấy rộng đây.
À, có một cái điều này nữa, con xin hỏi chú một điều rằng là cộng đồng mạng người ta họ cũng có nhiều người đặt ra cái câu hỏi như thế này. Ví dụ như trong cái lúc mà mẹ của cháu mất như vậy còn 5 đứa thì để lại cho ông ngoại bà ngoại mà cán đáng hết như vậy thì chú thím thấy có quá sức hay không? Tôi xin thưa với cộng đồng mạng, với tất cả anh em đã biết được cái việc của gia đình tôi ngày hôm nay. Gia đình bên nội nó không bao giờ đưa về đây cung cấp cho con cháu nội được một đồng nào. Mà từ hôm Tết đến nay thằng cha nó sắp giỏ ra đi cũng không cung cấp được cho con nó được một đồng nào. Về đây thì giỏ túi bóp bóp, tiền tao một túi một đồng tao không thí đâu. Tôi xin tiên bố con tôi nuôi một tổ cháu tôi sức làm năm, tôi chấp nhận nhìn đối cho cháu ngoại tôi ăn. Một đứa tôi không đưa đi đâu hết. Một đứa một cũng không đưa, bắt ba đứa cũng không cho, một đứa cũng không cho. Dám tuyên bố với chú không luôn, cho về nổi. Không cho về nổi luôn. Tại vì sao? Hồi xưa giờ cháu nội của người ta vẫn coi là cháu nội. Nhưng mà chưa biết chu cấp dinh dưỡng là gì. Bên đó là cha mẹ của ông nội bà nội có mấy đứa nhỏ còn không? Còn đầy đủ. Còn đầy đủ, anh em còn đầy đủ.